Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại review cận cảnh cho các bạn cái đó chính là cái lắp bình dầu của Hyundai A8 cộng với Hyundai 110SL, 110XL, rồi toàn bộ dòng Hyundai HD lắp luôn chung cho cả một số dòng xe Kia như kiểu K250, K100, K149. Cái lắp bình dầu xoáy gen này thì nó lắp chung rất nhiều dòng xe, thậm chí là Hyundai HD 210, rồi Thaco All-in đời mới, rồi một số dòng xe kiểu như là IZ65 các thứ đều lắp cái lắp bình dầu xoáy gen này, và lắp luôn cho cả một số dòng xe Nhật các bạn nhé, như kiểu Suzuki. Đó, đây là lắp bình dầu xoáy gen, nhưng mà hôm nay thì cái lắp này nó rất đặc biệt, nó đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Là mã là của làm cho chiếc xe Hyundai X8, chìa khóa rất đặc biệt các bạn nhìn này. Nó có ba cái chìa khóa và cái dây cài của nó cũng màu xanh rất đẹp luôn. Có ba chìa thôi các bạn nhé, con này thì nó làm rất là cẩn thận luôn, một lúc có ba chìa khóa. Rất đẹp luôn, hàng đúng xịn từ nhà máy Hyundai Mobis bên kia về. Đấy, nếu anh em nào mà có mất cái lắp bình dầu đấy, hoặc là bị hỏng lắp bình dầu mà muốn thay có bình dầu mới thì ủng hộ mình nhá. Hàng xịn này các bạn này, có cả lắp đậy luôn này các bạn này. Đấy, lắp đậy này là có cả miếng cao su các bạn nhá, thì các bạn có thể là tránh đất cát bụi bẩn chui vào cái chìa khóa này. Đấy, nó làm cực kỳ là cẩn thận và xịn sò luôn. Còn đây là lắp xịn 100% các bạn nhá, nói không với hàng Trung Quốc và hàng OEM nhập khẩu từ nhà máy Hyundai về đó các bạn nhá. Có anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Thank you anh em rất nhiều luôn, hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.